Kính chào quý vị khán giả của Việc Tử Tế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Châu Thành Toàn, trưởng nhóm tình nguyện SV07, người mới đây đã được Trung tâm Kỷ lục Guinness Việt Nam trao tặng bằng xác lập top kỷ lục thiện nguyện Việt Nam dành cho những người có thời gian làm tình nguyện lâu năm. Vậy lâu năm là bao nhiêu và anh đã làm những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Trở thành thông lệ hàng tuần tại bản doanh của câu lạc bộ SV07 tại chính nhà riêng của anh Toàn lại lạch cạch tiếng nồi niêu song chảo nấu hàng chục suất ăn cho các bệnh nhân ở các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là món mì Ý. Bọn anh chọn những cái món mà người ta thích ăn, là ví dụ mì xào, mì trộn, rồi mì quảng, rồi nem nướng, rồi gì đó người ta ít ăn, mình làm sao cho nó lạ cái miệng của người ta nên người ta mới nhớ mình. Làm thiện nguyện thì cũng cần phải để người khác nhớ đến mình, đến lúc nào cần họ còn gọi giúp đỡ. 22 năm làm công tác thiện nguyện, chính những hoàn cảnh như vậy đã là cảm hứng để hành trình này được kéo dài. Có những em mà họ nói là: anh Toàn ơi, em muốn đi từ thiện, anh Toàn ơi, em muốn đi tình nguyện. Sau đó khoảng độ mấy tháng, 3-4 tháng gì đó thì em bị di căn lên phổi, thì cái ước mơ của em đi tình nguyện với Toàn thì nó kết thúc. Khi em mất rồi thì những cái chuyến đi đó luôn luôn gắn liền với những cái hình ảnh yêu thương của Toàn, của đội dành cho các em ung thư đó. Mong rằng em đó được bình an ở một cái thế giới khác. Nhiều em nhỏ ra đi trước khi SV07 kịp thực hiện ước mơ của các em, nhưng còn đó nhiều hoàn cảnh khác, anh Toàn lại mang ước mong đó thực hiện cho các chuyến hành trình dài của mình. Là tổ chức các đại hội thể thao khuyết tật, là đón nhận nuôi các thí sinh từ quê lên thi đại học, là hàng trăm chuyến đi trao xe đạp, trao quà cho các em nhỏ nghèo khó khăn và rất nhiều hành trình bên mình khác. Một ngày 24 giờ thì có 8 giờ là anh Toàn làm việc ở trạm y tế, thì 16 giờ còn lại thì anh Toàn chỉ ngủ từ 2 tới 4 tiếng mà thôi, còn toàn bộ lại từ 10 tới 12 tiếng đồng hồ là anh Toàn đều dành cho tình nguyện cả. Nhiệt tình với bệnh nhân, dễ thương, rất là thích cậu Toàn phục vụ bệnh nhân tốt. Hơn cả là liều thuốc tinh thần cho các bệnh nhân. Một ca sĩ hát chẳng hay, nhưng khi nào anh xuất hiện cũng làm mọi người phải bật cười vui vẻ. Khi mà mình đã giúp họ rồi mà họ vui như vậy thì làm cho mình rất là vui và hứng thú trong cái công việc tình nguyện. Nhà lên đây buồn và có hát ca tặng quà rồi vui vẻ, mình đã buồn chút. Động lực để em vượt lên trong cái hoàn cảnh hiện tại. Bận rộn những ý nghĩa, luộm thuộm cho bản thân nhưng chỉn chu cho người khác. Những điều trái ngược tạo nên một Châu Thành Toàn, người mang cho đời chút bình yên.